Câu chuyện bắt đầu với màn hình máy tính của Matthias. Đây là máy tính cũ mua lại nên nó đang đăng nhập sẵn các tài khoản mạng xã hội của một người có tên Nora C4. Matthias đang viết một phần mềm có tên Papaya để có thể giao tiếp dễ dàng hơn với người bạn gái bị khiếm thính của mình, Amaya. Đây là chiếc máy có cấu hình tốt nhất ở thời điểm này, nhưng vừa sử dụng được một lúc thì nó đã bị đơ, đen hết cả màn hình. Matthias vào tài khoản Facebook của mình và gọi video call đến bạn gái. Anh hào hứng khoe với cô ấy về phần mềm Papaya. Chỉ cần Matthias nói chuyện, phần mềm sẽ tự ghi âm, nhận dạng câu từ rồi chuyển sang thủ ngữ. Nhưng có vẻ như Amaya không vui vì phần mềm chỉ giúp cho Amaya hiểu những gì mà Matthias nói, chứ Matthias vẫn sẽ không hiểu những gì mà cô ấy nói. Amaya thất vọng vì anh không đến lớp học thủ ngữ như đã hứa. Máy tính bị lỗi và cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Matthias gọi lại cho bạn gái nhưng cô ấy không bắt máy. Dù đã đăng xuất tài khoản Facebook của Nora C nhưng Matthias vẫn nhận được những tin nhắn gửi đến tài khoản đó và khiến cho anh ấy tò mò. Đây là một chatboy khi nhắn tin với rất nhiều cô gái và đều hứa với các cô là sẽ gửi vé máy bay đến để đi du lịch. Cùng lúc, Matthias cũng có cuộc trò chuyện nhóm trên Skype với những người bạn. Hôm nay là game night, bọn họ sẽ chơi một trò chơi, việc được duy trì hàng tuần. Bạn của Matthias gồm có anh bạn thân Damon, rất giỏi về máy tính, AJ, một YouTuber, Lex là DJ đến từ Indonesia, và một cặp đôi nữa đó là Serena và Nari. Nói chuyện được một chút thì họ đã nhận ra việc Matthias có máy tính mới vì camera netcam. Nhưng một lần nữa, máy tính của anh ấy bị lỗi. Matthias nhắn hỏi Damon vì sao máy cứ bị treo, thì anh ấy nói những lỗi như vậy thường là do ổ cứng đầy, vì đây là máy tính cũ được mua lại. Matthias kiểm tra, đúng như lời Damon nói, nhưng lại không hề thấy một file nào hết. Thế là Damon chỉ cho anh ấy cách để tìm được file ẩn, cuối cùng tìm thấy một thư mục ẩn có dung lượng rất lớn. Matthias cố gắng nói chuyện với bạn gái nhưng cô ấy đã giận và không thèm trả lời tin nhắn. Tiếp tục cuộc trò chuyện, Serena và Nari tiết lộ họ đã đính hôn. Tuy nhiên họ hơi tủi thân vì không biết có ai sẽ đến dự lễ cưới của mình hay không. Serena thì mong muốn cô ấy có thể nói với mẹ sớm hơn vì bà ấy hiện đang bị mắc căn bệnh ung thư não, cần có máy can thiệp để duy trì sự sống. Khi mà Matthias đang xem qua những đoạn video trong thư mục ẩn, thì tài khoản của Nora C tiếp tục nhận được tin nhắn từ một người có cái tên Erika Dunner với một giọng điệu vô cùng gay gắt. Cơn tò mò của Matthias một lần nữa trỗi dậy và đăng nhập qua tài khoản của Nora. Kẻ đó muốn nói chuyện với chính Matthias, nói mình là chủ nhân của chiếc laptop mà anh ấy đã ăn trộm. Người nhắn tin chính là Nora C, Erika là bạn của anh ta, đang ngồi bên cạnh. Matthias khẳng định người trộm có thể là người đã bán cho anh vì anh mua cũ trên sàn Craigslist. Thế là Nora C nói Matthias hãy gửi đường link mua hàng qua, đến đây thì anh ấy cứng họng. Anh ấy liền xóa đi lịch sử trình duyệt web, đăng xuất tất cả tài khoản và nói sẽ mang cái laptop trả lại chỗ anh đã nhìn thấy nó. Thì ra Matthias đã nhặt được cái máy tính chứ không phải mua. Chuẩn bị xong xuôi thì anh nói với các bạn sẽ ra ngoài một chút, sau đó về giải thích sau. Nhưng chưa kịp thì bên tài khoản của Nora C tiếp tục nhận được tin nhắn từ một người lạ. Tài khoản Karen68 hỏi Nora C vẫn nhận đơn đặt hàng chứ. Nếu nhận thì đơn này sẽ trả trước và giá gấp đôi, xong rồi thông báo luôn đã chuyển tiền. Matthias hỏi Karen68 muốn gì thì người đó nói không trao đổi trên Facebook mà qua ứng dụng có tên The River. Anh nhắn hỏi Damon về The River nhưng Damon cũng không hề biết. Matthias tìm trong thư mục ẩn quả thực có một ứng dụng tên như vậy. Khi mở nó lên, đoạn video thể hiện một con thuyền nhỏ cùng ngọn đuốc tiến về phía trước trên một dòng sông. Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của bạn thì những người trong nhóm hỏi anh ấy. Thế là Matthias chia sẻ màn hình để tất cả cùng xem. Damon liền nói đây là mạng che phủ, có nghĩa là địa chỉ IP chiếc laptop của Matthias đang nhảy đi khắp nơi trên thế giới, không ai có thể tìm ra. AJ hào hứng nói rằng đây chính là Darknet, nơi không có luật lệ trong cõi mạng, nơi diễn ra những giao dịch phạm pháp vô cùng kinh khủng. Những thứ kinh khủng nhất có thể xảy ra đều nằm ở đây. Nari khuyên Matthias đừng dây dưa với nó. Damon nhìn thấy những cái tên Karen thì nhớ ra đó là tên người lái đỏ của thần chết. Matthias lên mạng tìm kiếm thì quả thật là như vậy. Những người khác hỏi anh ấy đã mua cái máy tính này từ ai, thì Matthias lúc này mới thành thật kể cho họ nghe. Anh đã nhặt được nó trong thùng đồ để quên ở một tiệm cà phê internet. Cái máy tính đã nằm ở đó 3 đến 4 tuần nay rồi. Matthias cũng nói ra thắc mắc của mình vì khi vừa mở cái máy tính này lên, nó đã tự điền tài khoản rồi đăng nhập luôn. Damon còn phát hiện ra cái tên Nora C4 là Karen đánh vần ngược lại. Matthias tiếp tục cho bạn của anh xem thư mục ẩn chứa các video trong máy tính. Tên này là một hacker, lái xe qua khu dân cư, bắt Wi-Fi hoặc routers những nơi không có bảo mật để truy cập vào camera laptop, điện thoại, vô hiệu đèn thông báo. AJ còn nhìn thấy một đường link nữa trong thư mục đó và nói Matthias click vào thử. Đó là trang web tiền ảo, một số tiền lớn vừa được chuyển vào đó. Mà theo như AJ với Damon tính toán thì nó trị giá 10 triệu đô. Karen68 lúc này nhắn tin trên The River hỏi tiền đã qua chưa rồi đưa ra yêu cầu của video lần này. Dùng phương pháp khác, chậm hơn, là Chefination, Matthias tra trên Google thì nó là phương pháp khoan lỗ vào sọ người. Karen68 tiếp tục với yêu cầu là nhét cái gì đó vào trong cái lỗ. Đặc biệt, nạn nhân phải được chứng kiến toàn bộ quá trình. Sẽ có thêm bonus nếu thứ được nhét vào còn sống. Ai nấy cũng đều sợ hãi và nói Matthias nhanh chóng tắt nó đi. Lúc này Nora C hay chính xác hơn là Karen4 nhắn tin nói đã đến quán cà phê nhưng không thấy Matthias đâu. Damon nói anh ấy đừng trả lời. AJ nhớ đến lời mà Karen68 nói nên đoán ra những video hắn nhắc đến. Anh nói Matthias kéo xuống cuối cùng ở thư mục ẩn. Đó là một thư mục con với 17 video bên trong.
Matthias mở lần lượt ra xem. Video đầu tiên là một cô gái bị xích trong cái nhà kho lớn. Cô cố gắng với lấy nước bên dưới nhưng đã bị té ngã. Video thứ hai là cô gái khác nằm bất tỉnh trong một cái bể nước, kẻ bí ẩn bên trên chuẩn bị đổ axit vào. Video tiếp theo thì có người bị nhốt bên trong một cái bồn. Đây đều là những video tra tấn nạn nhân được tên Karen 68 đặt làm. Ở video cuối cùng, đó là bên trong một căn phòng ngủ. Cô gái đang ngủ say thì có một tên trùm kín cả người lẻn vào. Hắn đến gần camera và nở nụ cười nham hiểm. Cô gái này vẫn còn đang ở trong phòng, có nghĩa là chúng chưa bắt cô ấy. Tất cả hiểu ra, tên này sẽ đi lùng sục các nạn nhân, gửi cho những kẻ nhiều tiền biến thái, sẵn sàng chi trả để được lựa chọn cách thức tra tấn. Và cô gái này có lẽ chính là nạn nhân mà Karen 68 lựa chọn để khoan hộp sọ, tất cả cần phải gọi báo cảnh sát ngay. Amaya gọi video cho Matthias nhưng khi anh ấy bắt máy thì không thấy cô ấy đâu. Chỉ có Kelly, chị gái của Amaya vừa về đến nên nói chuyện với Matthias. Cô ấy nói Amaya đang tắm, đột nhiên màn hình tối đen. Và khi nó bình thường trở lại thì đã có một kẻ bí ẩn ở ngay phía sau Kelly tấn công cô ấy. Màn hình liên tục bị nhiễu nên Matthias không thể nào thấy rõ mặt tên đó. Hắn chính là Karen 4, đã lần đến được chỗ của Amaya, dùng cô ấy để uy hiếp Matthias nhanh chóng trả lại cái laptop. Những tin nhắn mà Karen 4 gửi cho Matthias lập tức biến mất khi Amaya bước ra. Và hắn cũng tạm thời lánh đi chỗ khác. Matthias cố gắng cảnh báo cho bạn gái nhưng liên tục bị lỗi. Thế là cô ấy nói mình vào bên trong để thay đồ. Karen 4 tiếp tục xuất hiện, nói hắn biết và nghe được hết mọi việc Matthias làm. Hắn sẽ đến gặp trực tiếp Matthias để trao đổi bằng cách bám theo Amaya đến nhà anh ấy. Matthias phải thuyết phục cô ấy đến nhà mình ngay lúc này và không được báo cảnh sát, nếu không tất cả đều phải chết. Quan trọng, Matthias và những người bạn của anh ấy không được offline. Anh cũng không thể nói sự thật cho họ biết, phải làm sao để tất cả không được rời khỏi màn hình. Matthias như phát điên, vội nhắn tin cho Amaya nói mình có chuyện muốn nói trực tiếp, chỉ cần cô ấy đến nhà anh. Bên nhóm Chat Sky, những người bạn của Matthias muốn anh ấy mang laptop đến gặp cảnh sát ngay lập tức. Không biết phải làm như thế nào, Matthias nói dối từ nãy đến giờ chỉ là trò đùa của mình. Vì đêm nay là game night mà, những thứ từ nãy đến giờ là phần mềm Matthias vừa viết xong. Quả thật là tên Karen 4 nghe được những gì mà anh ấy nói chuyện, liên tục nhắn tin yêu cầu Matthias nói theo. Những người bạn của anh ấy có vẻ đều đã tin đây thực sự là một trò đùa, ngoại trừ Nari. Amaya trả lời tin nhắn của Matthias không muốn ra ngoài tối nay. Anh ấy nói ra lý do vì sao mình không đến lớp học thủ ngữ. Thật sự là Matthias có đến học ngày đầu tiên. Và người thầy giáo của lớp đó đã nói cho Matthias biết sự khó khăn của một người mất khả năng nghe, quen với một người không biết thủ ngữ. Lời nói khiến cho Matthias lo sợ, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người nên đã cố gắng làm ra phần mềm Papaya. Amaya có vẻ đã dịu đi, thế là Matthias tiếp tục kể về lần đầu tiên anh gặp cô ấy. Amaya cảm động và quyết định đến nhà của Matthias, anh ấy nói cô hãy đi tàu điện ngầm. Matthias sau đó quay sang trả lời những câu hỏi từ bạn bè về việc anh nói dối là đang chơi game, đồng thời cũng tìm kiếm thông tin về cô gái trong đoạn video cuối cùng. Hóa ra đó là Erika Dunner, tay khoản Facebook mà tên Karen 4 dùng để liên lạc với Matthias. Cô ấy đã được thông báo là mất tích vài ngày trước. Lúc này Damon có nhắc đến việc tiền ảo, thế là Matthias nảy ra một ý định. Anh ấy nói chuyện với Karen 4 vì biết hắn vẫn đang nghe lén mình. Anh chuyển hết số tiền ảo kia sang tài khoản của mình, rồi nói hắn sẽ có laptop nếu Amaya an toàn và nhận lại tiền nếu thả Erika trở về với ba mẹ. Hắn lập tức gọi cho Matthias nói anh ấy đã mắc sai lầm lớn. Vì khi làm như vậy thì những khách hàng của hắn là những tên Karen kia luôn luôn giám sát tài khoản Bitcoin sẽ nghĩ rằng hắn cố gắng rút tiền trước để bỏ trốn. Không phải đợi quá lâu, màn hình máy tính hóa đen và ứng dụng The River tự động bật lên. Matthias nói mình sẽ tắt nó nhưng Karen 4 chặn lại vì làm như vậy thì những kẻ đó sẽ biết được anh không phải là hắn ta. Họ bắt Matthias xác nhận danh tính bằng mật khẩu. Karen 4 muốn Matthias phải trả lại toàn bộ số tiền cho hắn nhưng anh ấy không đồng ý. Tên này nói thêm nếu họ, những người trong hội The Circle, hội mà hắn bán video lấy tiền biết việc hắn bị mất laptop thì tất cả những ai biết được chuyện này đều bị giết sạch. Sau khi giằng co qua lại thì Karen 4 cũng đành phải tiết lộ mật mã và hướng dẫn cách để trả lời những câu hỏi bên trong hội. Hộp thoại tự động biến mất chứng tỏ những kẻ đó đã tin lời Matthias. Cuộc gọi với Karen 4 cũng kết thúc, mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch ban đầu. Anh ấy quay trở lại Sky với những người bạn thì đột nhiên có những tài khoản với cái tên Karen 123 nhảy vào nhóm chat của họ. Khi tất cả còn chưa kịp phản ứng thì một video được phát lên liên quan đến Lex. Matthias phát hiện ra Lex từ nãy đến giờ đã biến mất. Serena với Nari nói cô ấy ra ngoài để nói chuyện điện thoại với mẹ. Matthias thử gọi cho Lex nhưng không ai nghe máy. Đoạn video kia vẫn tiếp tục, một công cụ hack được sử dụng và thông tin của Lex đều đã bị lộ. Ở cảnh tiếp theo, Lex ở trên sân thượng và bị một người mặc áo đen đẩy xuống. Những người còn lại hỗn loạn hỏi Matthias chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy không dám trả lời và những tên Karen kia cũng rời nhóm chat. Thì đúng lúc Amaya gọi đến, cô ấy nói mình vừa đến trạm tàu. Thế là Matthias nói bạn gái đừng ngắt máy cho đến khi gặp mình. Nari thử gọi cho Lex nhưng không được, Matthias cố gắng ngăn lại, nói đó chỉ là một phần của trò chơi. Nari không còn đủ kiên nhẫn nên quyết định gọi cho cảnh sát. Matthias chờ đợi thêm vài giây trước khi kết nối của Amaya bị mất, có nghĩa cô ấy đã xuống trạm tàu điện, nói toàn bộ sự thật cho các bạn nghe. Vì vào lúc này, tên Karen 4 cũng không thể theo dõi được Matthias nữa. Anh nói ra tất cả và nhờ họ hãy vờ như là chưa biết chuyện gì xảy ra để Amaya được an toàn. Kết nối của Amaya có trở lại và tất cả làm theo lời Matthias nói nhưng vô cùng ngượng ngùng. Tàu điện ngầm có vấn đề nên Amaya sẽ đến trễ hơn dự kiến. Họ tranh thủ những lúc kết nối của cô ấy chập chờn để trao đổi.
Damon thì copy lại những video phạm tội của Karen 4 và cũng dùng nó để tra cứu IP, như vậy sẽ biết được vị trí mà chiếc laptop này từng đi qua, từ đó tìm được Erica. Nari rời khỏi màn hình và được Serena nói là đi vệ sinh. Karen một vào lại phòng chat, phát đoạn video về AJ. Chúng cắt ghép những video mà anh upload trên YouTube thành một câu nói đe dọa khủng bố và gửi cho cảnh sát. Nó đã gửi đi trước đó 10 phút, nên khi video bên Sky vừa được phát xong thì cảnh sát cũng đã tìm được đến nhà của AJ. AJ giơ tay đầu hàng và từ từ tiến lên cầu thang vì anh ấy đang bên dưới tầng hầm. Máy tính của AJ bị hack, phát lên âm thanh nạp đạn, khiến cho cảnh sát tưởng rằng anh ấy có súng, thế là họ đã bắn chết AJ. Karen 4 nhắn hỏi Matthias có phải hội The Circle đã biết chuyện hắn bị mất laptop phải không? Matthias nài nỉ Karen 4 thả bạn gái anh ra nhưng hắn nói dù sao tất cả cũng sẽ chết hết. Matthias thất vọng nói với Serena và Damon rằng Amaya sẽ bị Karen 4 giết khi cô ấy đến trạm. Thì Serena nói Nari đã đi đến đó đón Amaya. Căn phòng của cô ấy đột nhiên tối đen và tiếp tục có một đoạn video khác được phát, báo hiệu sắp có một người nữa bị giết. Chúng có đoạn nói chuyện giữa Serena và Nari khi Serena tâm sự về chuyện mẹ cô đang bị bệnh nặng, không thể tham dự lễ cưới của hai người. Sau đó là những góc quay camera nơi Nari đứng bên đường dây tàu điện và bên trong bệnh viện, nơi mẹ Serena đang nằm. Chúng muốn cô ấy lựa chọn, chỉ một trong hai người được sống. Thời gian đếm ngược đã hết, nhưng Serena không thể đưa ra lựa chọn. Thế là chúng cho giết chết cả hai người. Đèn trong phòng của Serena được bật sáng trở lại. Matthias nói cô hãy chạy ra khỏi nhà ngay nhưng quá muộn. Serena chính là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng. Matthias không thể chịu được nữa nên quyết định chạy đến chỗ của Amaya. Cô ấy nói rằng cảnh sát đang ở đây. Anh nói bạn gái hãy bình tĩnh và dùng thủ ngữ để nói chuyện. Bây giờ trong nhóm chat chỉ còn mỗi Damon và anh ấy đã nói chuyện với Karen 1. Damon đe dọa chúng vì đã lần ra được địa chỉ IP mà cái máy tính kia từng xuất hiện. Cảnh sát sẽ dùng nó để đến chỗ Erica và cả những cô gái khác. Một đoạn video được phát lên, ghi lại quá trình chúng chỉnh sửa hình ảnh từ Karen 4 thành Matthias. Rồi một tên áo đen mang một nạn nhân vào phòng Matthias. Damon đã hiểu ra mọi chuyện, anh gọi cho Matthias nói cái laptop chính là cái bẫy, nó không phải bị mất mà là mồi nhử. Khi Matthias mở máy và bắt Wi-Fi thì chúng đã hack vào và kiểm soát toàn bộ thông tin của anh ấy cũng như bạn bè. Chúng sẽ dàn xếp như thể nhóm của Matthias là hung thủ cho những vụ tra tấn bán lấy tiền. Chúng ngắt kết nối của Damon rồi thêm Amaya vào. Cô ấy nói mình đã đến tòa nhà thì Matthias vô cùng ngạc nhiên. Vì ban nãy anh nói bạn gái hãy đến công viên nơi hai người hôn nhau lần đầu. Hóa ra, Karen 1 đã bí mật gửi địa chỉ khác cho cô ấy. Chúng còn ngắt màn hình video của Matthias, thay vào đó là ứng dụng Papaya, nói cô gái hãy vào bên trong. Sau xuôi thì màn hình bên Damon được kết nối trở lại. Matthias chứng kiến cảnh tượng Damon bị một tên áo đen treo cổ lên cửa. Màn hình máy tính thì ghi lại vài dòng chăn chối, tạo ra hiện trường như thể đây là một vụ tự sát. Damon cảm thấy có lỗi khi đã tra tấn các nạn nhân xuất hiện trong video. Quay trở lại Amaya, cô ấy vào bên trong tòa nhà thì cũng đã bị tấn công trước sự chứng kiến của Matthias. Anh tuyệt vọng hỏi vì sao chúng lại làm chuyện này. Thì câu nói game night của anh nói ban nãy được chúng phát lại. Một cuộc thăm dò ý kiến về việc có để Matthias sống tiếp hay không được diễn ra. Cùng lúc, nạn nhân được đưa đến phòng của Matthias chính là Erica. Cô tỉnh dậy và cầu cứu rồi hoảng hốt phát hiện một cái lỗ lớn trên trán của mình. Cuộc bình chọn kết thúc với 23.257 người tham gia. Ngay lập tức, một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào Matthias. Cuối bộ phim, tiết lộ rằng lần chơi này đã là lần chơi thứ 14 của những gã nhà giàu điên loạn. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.